Rồi, alo, em Di Cá chào tất cả anh em nha. Và ngày hôm nay là chiều thứ bảy thì máu chảy dưới tim anh em. Thì hôm nay em sẽ làm một cái video, clip thì cái này thì em bán lô anh em. Đấy, chiều nay em bán lô. Và làm gì đam mê với em anh em một ngày luôn nha. Nó còn qua đây nữa anh em. Đấy, đây thì đây là còn mấy bào nữa anh em. Đó. Mấy bào lại mấy đầm dùi và những con máy bê tông giờ này cũng chởi rồi, bốn máy em hơi đuối rồi nè. Đó, giờ này đấy, hàng em mới đóng đi nè, anh bù điện đang bóc là rất là nhiều luôn nè. Ngày hôm nay đi gần 120 đấy, rất là nhiều anh em đó. Thì cũng hơn 4 giờ rồi, hôm nay em lên cho anh em ít máy mà bán lô nè, em dành em thầy thợ lấy về nha. Đấy, thì hôm nay em bán đam mê với anh em nè. Đấy, rồi giới thiệu nè anh em ơi, thì cái này thì toàn bộ điện châm thôi em, cũng là hàng bình thường thôi thì nhưng mà em cân ký em bán đó, hàng bình thường thôi, điện châm hết thì mấy cái này thì anh em quá quen thuộc rồi chứ gì nữa. Đó, mấy mài mấy khon đâu, không có mấy khon đâu, kia mấy đánh bột, còn này mấy vít cưa xích em bán lần 3 con anh em, còn lơ cô kia lần 4 con đấy. Thì điện 100V hết thì hàng này em bao ship hết anh em nha, tại những cái lô này toàn là trên 150 không à, em bao ship hết thì anh em nhìn kỹ mã số, mỗi một lô thì mã số khác nhau anh em. Rồi anh em gọi cho em sẽ chốt cho anh em theo mã số nha. Rồi chốt xong thì anh em cọc trước cho em 30% nha. Còn lại bao nhiêu thì em sẽ gửi về đến nhà. Anh em nhận hàng, kiểm tra đúng với hàng của mình đặt thì anh em thanh toán sau cái phần còn lại. Đó, thế là xong thôi. Mà anh em lưu ý kỹ nha, phải khui thùng kiểm tra giùm em. Khui thùng kiểm tra ra để mà biết được là con nào anh em đặt đúng mã, đúng giá tiền như thế nào đó, nói chung là đúng hoàn chỉnh 100% thì anh em thanh toán sau phần còn lại. Còn nếu mà có sai sót gì thì anh em vui lòng gọi là giúp em luôn, để em giải quyết ngay lúc đó luôn. Anh em đừng có nhận xong rồi shipper đi rồi là em không chịu trách nhiệm anh em nha. Đấy, cũng nói chung là phải bắt buộc phải khui thùng anh em ơi. Rồi bây giờ em sẽ quay từng lô một anh em xem và tham khảo nha. Quên đi chứ, em không test con nào luôn anh em, bán theo giá điếc luôn anh em ơi. Đấy, cái giá em đưa ra là giá điếc luôn nha, con nào có dây điện kệ nó đi luôn ơi. Đấy, thì nó nói là hôm nay em bán vì đam mê một bữa thì anh em tranh thủ nha. Đó, trong video ngày hôm nay, ngày cuối tuần. Đấy, cho em không có test con nào luôn, đó, giờ em đuối lắm rồi. Đấy, rồi bây giờ em quay nè anh em ơi. Rồi đầu tiên thì ba con cưa kiếm anh em ơi, thì em quay cho anh em đủ đồ thôi anh em ơi, em có test đâu nè, có dây điện kệ nó đi, em bán giá điếc luôn á. Đấy, giá là máy không chạy luôn em ơi. Thì con này nó bị cái gì đây, mất cái đầu kẹp lưỡi anh em nha, con này mất cái đầu kẹp lưỡi nó thụt vô trong rồi không thấy đâu anh em. Đấy, một con nè, ba con này nặng 9kg anh em nha, ba con nặng 9kg đây, hai con đấy, ba con máy ba con này thì cũng mất cái kẹp lưỡi luôn em đó, có điều tắc ngay đây thì có dây điện, ba con đều có dây điện luôn em đó. Rồi ba con này để cho anh em 350k đó một lô nè, mã như em 62 62. Rồi 350 anh em nha, 350 là bao ship rồi anh em đó, 350 một lô. Rồi mã 62 350 chắc dùng kia luôn nha, 62 350 một lô. Rồi đây 63 đây em cặp luôn em, thì con này nó có dây điện nè, con này bị bởi bú rồi em, hãy em để ý chứ, con này bị bởi bú rồi, bỏ đi. Rồi này cho lại cặp lên cặp này đi. Đấy, này 4kg, con nào này 2kg nữa, lâu quá số kg rồi. Anh lấy con từ đợi em bấm đứng đi, đợi em lấy con khác đi. Rồi cái con kia bởi rồi nè, bỏ đi. Con này có bú luôn nè em ơi, này có bú luôn. Đó, thì nè, hai con này nó tầm 5-6kg này nè, đó lại cặp kia thì nó cũng 5kg. Đây một con này không có bú rồi nè, đầu kèm 1-3 nha, giờ vệ sinh lại nha, em không bao gì, giờ cái lô này em chỉ bán bao ship cho anh em thôi nha. Đấy, không tép không có cái gì hết. Rồi, xíu rồi đó. Rồi 63 hai con này con một chiều mà nó đầu nó to anh em nha. Rồi 200 đấy, con này là đủ rồi anh em ơi. Đấy, rồi hai con 200, mã 63 đi luôn nha, 63 100. Rồi 64
Đây, dây điện này có test rồi, mà quên là nó có sống hay là chết, giờ bán giá điếc luôn em, hai con nha. Đây máy thổi thì nhẹ nhẹ miếng đây. Đó. Ok luôn. Rồi cặp này 64 150 nè em ơi. Đấy, hai con 150 máy thổi Hitachi nè. Đó, một cặp luôn. Đấy. Máy chết anh em ơi. Đó. Rồi 64 150 hai con đi. Rồi 65 hai con đục này 11 kg nè anh em. Đó. Đây có dây điện nè mà không biết sống chết đâu. Quên rồi, nhiều lắm anh em ơi, H41. Nhà em bao la. Đấy. Cái gì tiện có chứ máy thì bao la, máy gì cũng có. Đấy. Rồi hai con này 11 kg nè. Rồi H41 với lại con này Hitachi đục đầu gài luôn em nha. Đó. Rồi hai con này 65 nặng 11 kg, 450 bao ship nha. Đấy. Xác luôn em ơi. Đó, 450 bao ship luôn. Rồi 65 450 luôn đi. Rồi đây 66 đây. Đó 1 2 3 4 con. 4 con cưa xích một lần ha. 1 2 3 4. Đây là Toshiba Shibura. Đấy. Máy con này có dây nè em, ba con này có dây nha. 1 2 3 4 con. Con này Toshiba mất cái nắp rồi, nó cái nắp thang rồi, mất cái nắp chụp rồi nè. Cửa gốc thì không thấy nó điện đèn rồi. Đấy. Giờ làm lại anh em ơi. Đấy. Còn con này Toshiba Shibura luôn. Đây, một cặp. Đó, một cặp Toshiba, con Ryobi. Con này con Trung Quốc anh em. Đó. Rồi 4 con 500 anh em nha. Đó, 1 2 3 4 con 500k bao ship, còn có 100.000 con rồi anh em. Đấy. Giá trị thực tế của mấy em này 100.000 con anh em đó, 4 con 500. Đó 120 còn bao ship anh em ơi. Đó. Mã 66 500k. Rồi ok luôn, đi luôn em. Chấp cái đường lộn nha. Rồi đây 67, con này thì Shindawa A10 900W dây điện không có nha. Đó, mà đầy đủ luôn, gãy cái này. Đây. Còn con này lô này nặng tới 12 kg luôn anh em ơi. Đấy, mất cái nắp rồi thôi. Con này A 280. Đây, A 280. Rồi con này con xin ra qua luôn. Bị mất cái nắp ngay đây. Đấy anh em về lộn lại ha. Đấy con này A1 S gì đây. Con này chạy chắc luôn nè. Quấn băng keo lại kìa, mấy thằng nhỏ tự tự nó quấn băng keo lại kiểu này chạy chắc luôn. Đó, con lô này 12 kg anh em. Đó. Ba con này rồi 500 luôn em. Rồi 67 500k bao ship luôn em nha. 67 500k luôn ba con. Rồi cưa xích đây, con này có con này thì bao vip luôn em. Đây con này là Shindawa A180 đây Shindawa. Con này con này có khóa lưỡi em nha. Đó, nó có khóa lưỡi dây điện đầy đủ luôn. Con này cốt lớn anh em, cốt liền 1300W. Như A180 à. Đấy. Rất dài, rất to luôn em ơi. Đó, còn hai con này Shinawa như nhau luôn. Đầy đủ đồ luôn em ơi. Đây. Đó. Đó. Con này không có dây điện thôi, hai con này có dây điện đầy đủ. Riêng con này mà test giờ sóng chạy phát là vợ xem sạch sẽ là xấu xị anh em ơi. Con này A180 cốt lớn. Rồi ba con này để cho anh em 600 bán đúng con này luôn anh em. Đó, anh em giờ dọn hai con này. Sao mày em? 68. Rồi 600 luôn. Rồi mã 68 600k dành cho em nó luôn anh em nha. Ba con 600. Này con này cốt lớn anh em ơi, con này cốt bên hông luôn. Bao vít luôn. Đấy. Rồi chắc này đem được nè. Rồi đem được. Đấy, 68 600. Đấy chắc vậy là được rồi. Rồi 69, 1, 2, 3 con. Con này có dây, con nào có dây điện này, 3 con. Đó, 3 con này 125W nha. Con này cũng 125W. Con này Ryobi, mất cái thang rồi nè. Đầu cổ ok ha. Rồi. Đấy, 3 con này 250. Đấy. 250k nha. Rồi. Chờ mình thiếu em. Mã 69 250 nha em ơi. 69 250k luôn. Rồi đi em, 69 250 luôn. Rồi cặp này 5 kg. Hai con, một con Ryobi, một con Makita.
hai đánh bột anh em ơi, đó hai đánh bột, hai con đánh bột nha. Rồi 200 cho anh thiếu nha, hai con mã 70 200k, bao ship cho anh em, dán thấp dán ít ít rồi em. Rồi 70 200k một cặp luôn em ơi. Rồi qua miếng mài đây, lô này cho đẹp đây em, miếng mài vậy lắm. Mệt quá rồi anh em ơi, đuối rồi. Một con quay ok luôn, thì cái này nó bị mất cái công tắc rồi nè. Đó, một con nè, đây ri bi thân dài. Đó, có dây test rồi kìa, nhưng mà em cũng nhớ luôn. Hai con rồi, ba con nè, bóp nè, con này là cò bóp nè nè, đó cò bóp biết chạy không, giá biết luôn nè. Rồi bóp luôn nè, cứng cốt nha, con này cứng cốt lắc đầu luôn nè. 5 con, con này thì quay được tí xíu thôi, 6 con nó còn rin nữa nè, nhưng mà nó hơi tét tét này nè. 6 con rồi, 7 con, 2, 4, 6 con chứ, một lô 6 con nè. Rồi mấy ký ra 9 hả? 9, rồi, 9 ký 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 6. Rồi nhiêu em? 71. Rồi 500k anh em. Đó. 500k nha, 246 con. 6 con 500k, bao ship còn mấy chục con thôi nè. Đó. 6 con nha. 246 rồi, ok đi em. 71 500. Rồi, đi đi. Đi tiếp tục đây 72, có con này. Con này nè. Đó. Thì cái này quay được anh em nha, Makita quay được ok. Con này hai con giống nhau nè. Hai này giống nhau một cặp. Rồi con này nó giống em nè anh em. Hai con lạc lòi. Rồi con này quay được anh em ơi, Hitachi. Còn con này nếu biết con gì không? Đập 8 bú nó vẫn là con Trung Quốc. Đó, điện 100V anh em. Hai con Makita này nữa nha. Có quay được anh em ơi. Đấy. Con này giờ lấy xác nè. Tôi bức mẹ nó cho rồi, mệt quá. Còn nó đi bởi lum lên nè em ơi. Đó. Tự nhiên nó không thấy, lấy con khác đi, lấy con khác bỏ vô. Đó, con đó 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 đó, mày cái tài xanh đó, ở dưới đó. Đó, đúng rồi. Con này nặng quá, ok thôi. Bỏ vô này cho đủ cặp. Đánh hùng ma. Hai lô này 7 con luôn anh em. 2 4 6 7 con. Đó, 7 con có con Trung Quốc này. Thôi lặt lòi lấy ra luôn cho đẹp đồ hình đi nha. Đấy, ok không? Nó đây 1 2 3 4 5, 5 con ma, 6 con quỷ. Rồi, được. 5 con ma, 6 con quỷ. 6 con. 2 4 6. 6 con này thì để cho anh em 72. Rồi 500k ok chưa anh em ơi? Đó. 2 4 6 con 500k bằng cái lô kia luôn. Đó. 6 con kia, 6 con này tại 6 con kia có boss. Đó, 6 con này 6 con ma. À, ok. Tiếp qua đây em. Bảy, con này có nó bung đầu rồi nè nào. Đó, một con nè. 2 3 4 5 6 7. Rồi tổng cộng 7 con lô này. Có con Huti nè. Huti. Rồi con này bung đầu nè, xét nghiệm từng con đây nè, khám nghiệm đó. Một con. Này cốt quay được ha, đó con này cốt quay được, còn hình thức nó cũng còn ok nè. Hai con đó. Giá điếc anh em nha, đừng nói sống chết với em nha, đây em bán giá điếc luôn á. Ba con rồi, quay rột rột nha. Bốn con, con này là con Trung Quốc nha. Đó, năm con, đây Trung Quốc luôn nè. Rồi sáu con, mất cái thang là bởi cái nắp này nè, nói chung là về dọn lại nha. Rồi 2 4 6 7. 7 con này thì để cho anh em 400. Đó, ok chưa? 73. Rồi 400k nha. Đấy, 73 400k. Rồi ok. Đó. 73 400. Rồi từ từ quay đóng máy lớn kia ra qua kia sau em, máy lớn này nữa nè. Đóng này thì mấy cái mày đây nha, quay luôn đi. Con này điện 3 pha 200V sao ta?
Bữa là em quay lên là 1,2 triệu. 1,2 triệu. Giờ dắt kiếm con, cho anh cái lớn nha. Đó, cho anh cái lớn. Bữa qua đầu trước quay là 1,2 triệu nhưng mà test điện 3 pha nghe là 200V gì đó. Con này đá 200 lẻ 2 lẻ 3. Watt là 400W. Volt 200V. Con này điện 200V. Nhưng mà máy pha đi ta. 200V. Đây nó đổi là 200V anh em, nhưng mà nó không đổi là số pha nó là bao nhiêu hết. Lọc đít. Đây cái đít của nó này anh em ơi, dây điện bú su cào luôn, dây sao test. Đấy, con ký giờ nè, anh em đổi 200V đây nè. Anh em nhìn kỹ cộng dây điện, mấy cộng dây điện cũng phải xách đi. Nhìn kỹ mấy cộng dây điện này anh em nghiên cứu giùm em ha. Đó, rồi bên kia cần bao nhiêu ký quốc luôn em ơi. Rồi 28 kg nè, đó. 28 kg cho nó 30 kg. 30 rồi, để cho anh em 1,100K, anh em về vừa dọn giùm em nha. Rồi mã 74. 1,1 triệu. Rồi ok anh em nha, 74 1,100K cho xuống luôn nha. Có quay được nha. Đó, video quay sao là y vậy luôn. Rồi con này 75. Đây anh em giờ đồ chơi thôi nha, mấy con này anh em giờ đồ chơi nha. Con này nặng 25 kg thôi, nó bị bể cái chân rồi, cốt thì vẫn quay được, đá thì vẫn còn hai bên luôn đó. Cốt thì vẫn quay được nha, cốt vẫn quay được. Đây nó mớm mớm ra cho này cái xíu nữa, nặng 25 kg, 26 kg đó. Con này nó nặng 26 kg. Rồi 26 kg. Rồi để cho anh em con này từ để nhân giá lên nha anh em. Đó, giờ nó đang đuối trong hông nón. 3 6 6 26 kg. Rồi 900K anh em. Hết đáp rồi anh em ơi. Đó, tại nó nặng có 26 kg là tuyệt ship nữa. Đấy. Hết đáp rồi. Mà bao nhiêu rồi? 75. Rồi 900. Em hết đáp rồi, ok, 75 900K. Tại nó nặng 26 kg rồi anh em ơi. Đó. Nặng 26 kg rồi, 75 900. Cho đi luôn. Thôi con này. Này 22 kg nè anh em ơi. Đó. Máy này motor vậy anh em ơi, đổ chới thôi nha, nó bị mất cái chân rồi. Đó, mất cái chân. Da bằng đó. Con này điện 100V. 400W. Đấy. Nó hơi cứng nè, quay nè, quay được nè. Quay được tí xíu thôi. Đó, nó bị mất cái đế chân nè, thì anh em giờ dọn lại ha. Nặng 22 kg. Rồi, con này nặng 22 kg. 750 anh em nha. 76. 76. Thì giá cho trai rồi anh em, tại tiền ship nó nặng lắm. Đó, 76 250 luôn. Rồi đi. 76. Rồi con này thì con này bị bởi rồi. Con này nó bị bởi ngay đây nha. Chạy thì nó cũng chạy à, hồi bữa hồi được mình test rồi. Chạy. Nặng 32 kg. Này bơi sôi 19 Oruga. Đây nè, nó bị bởi ngay đây anh em nè, đây nè, quay sát kìa. Đó, nó bị bể một miếng ngay đây. Đấy. Con này dao có đầy đủ nha. À, có cộng dây điện không em? Con này giá trị cao cắm cho anh em đi. Có đừng có bán ẩu ẩu. Tại anh em bỏ tiền mà. Rồi, cắm vô đây. Đây con này em nhớ là nó chạy nhưng mà nó bị bể thôi em ơi, nó bị bể cái vỏ thôi. Cắm vô, cắm vô. Nó bị bể cái vỏ, cái này nó không chạy ra chạy vô được. Nói chung là nó đó, bể vỏ chạy thì vẫn chạy nhưng mà có lửa nè em ơi. Thì con này hình như cắt được 19 nha. Con này nó cắt được 19. Đây này, nó đổi đây. Oruga đây nè. Oruga này, bơi sơi 19 nha, 32 kg nè. 32 kg nha. Đó. Con này 32 kg. Rồi để cho anh em con này
1.300.000 bao ship nha. Máy vẫn còn sống bình thường anh em chạy, nhưng mà nó bị bể ngay chút đây. Đó, con này nó to hơn con bữa em bán nha. Con bữa em bán là con cắt 16 thôi, con này cắt 19 nè. Đó, con này nặng 32 kg lận. Rồi, 77. 1.300.000. Đấy. 77 1.300.000 anh em nha. Đó, rồi ok. Giờ à, con này nữa, bút luôn đi. 78. Máy xay vậy đây, gắm gì vô em. Rút ra. Đây nè em ơi. Đó, nó có cái motor ở trong đây nha. Đấy, nhưng mà đây nè, bị bứt công tắc hết rồi. Em không có làm nữa anh em ơi. Thì cái này điện 100V nè, 120W, nặng 18 kg. Đó. Nặng 18 kg nè em ơi. Con này nặng 18 kg. Rồi, để cho anh em con này 750. 78. Đấy, motor đây nè, đây, motor đây. Ở đây chụp lại màn hình giúp em nha. Đây nè. Rồi 78 kg. Ok luôn. Rồi ok. 7.5 xác luôn nè em ơi. Qua đây, qua. Ở không không. Khối nha. Khối nha. Thôi ngồi đây đi. Cảnh sát mới gặp mấy bà qua đây anh. Bố quá. Em đợi nó im thôi, xách mấy cặp cái bào vào đây. Rồi, đây. Cặp mấy bào bao này bào cong anh em, bào nhỏ mà nó cong cong nè. Đấy. Vecoro có luôn. Lưỡi đẹp nha. Đấy. Này em bán xác anh em ơi. Đấy. Bán da điếc nha, một con. Hai con. Hai con nè. Đó, con này cứng nha. Đó. Hai con bào. Đây em bán da điếc mất cái cặp cặp này. Rồi hai con này mã 79. 280k anh em nha, 280 nha. Đó. 79 hai con này, anh em về dọn lại giùm em ơi. Hai con 280k. Rồi ok. Này mất cái nắp ngay đây. Đấy. 280 79 280 luôn. Đi. Rồi 80. Đó. Thì con này còn nguyên vẹn nha. Cứng cố mà. Đây Hitachi lửa 82. Còn con này thì mất luôn cái dây coro. Đấy, con này mất dây coro Hitachi. Lưỡi ok nha. Con này mất dây coro nha. Đấy. Con Hitachi hai con. 80. 80. Đấy, nhà dây điện test nè. Giá điếc luôn em ơi. 80. Rồi, cặp này để anh em 270. Đấy, rẻ hơn kia tí. Đấy. 7. Rồi cái này 81. Hai con bào ribi. Này cứng cốt anh em ơi, cứng cốt. Một con đủ đồ mà cứng cốt. Con này mất cái nắp cho. Mất cái nắp này. Đấy. Rồi ok luôn. Mất cái nắp nhưng mà cứng cốt luôn. Đó, một cặp. Rồi cái này 81. Rồi 27 luôn. Đi luôn nha. 81 27 luôn. Giờ dọn lại anh em nha. Đây 82. 82. Con này thì lấy phụ tùng thôi anh em. Con này lấy phụ tùng nha. Gãy mỏ rồi. Cứng cốt, gãy mỏ. Mất cái nắp. Còn con này có nắp. Cứng cốt. Đấy. 82 rồi, hai con này để cho anh em 250 luôn. Đó. 250 hai con nha. Con này nó hai con này anh em dời sạc đồ nha. Đấy. Rồi 82 250 luôn. Chết rồi lại. 82 250 luôn. Gà này. Thôi lỡ. Để mà đi qua rồi. Đi lại. Đằng nào mình lấy máy kia vô. Là mình chết rồi. Rồi con cặp này đem ra đây. Rồi con này cặp này 9 kg nè mọi người. Đó. 9 kg nha. Hai con. Hai con này tầm một con. Con này mờ, con này mét, con này mét mấy anh em. Quay quay đi. Con này mét mét mấy á. Đó. Mét mấy. Kiểu gì? Kiểu thẳng lắm. Thẳng kéo cái mạnh cho nó
Rồi, 1m46 anh em nha. Con này đấu dây điện này chạy chắc luôn à. Rồi, còn con này chưa hên hên xui. Đấy. Rồi, cái này thì 100 anh em nha. Cái này là 105. Đó. Rồi, một con 1m45, con 105, hai con. Con này nặng 9 kg anh em. Rồi, hai con này giá điếc luôn anh em nha. Đó, 400. 83. 83 hai con. Đó, rồi, bao ship rồi anh em ạ. 83 400 đi luôn. Rồi 84. Đấy. Rồi. Hai con này em có test rồi nè, có đấu dây điện luôn nè, có test luôn. Kéo em, kéo con dài nhất em. Có một con dài 1m 2m4 luôn anh em ơi. Kéo thẳng em, kéo thẳng kia ra, kéo thẳng kia. Kéo thẳng đo cho đàng hoàng luôn. Đó. Đây 2m45 anh em nha. Rồi một con thả ra. Điều hai con này nó hơi xấu anh em nha, hai con này nó hơi xấu nè. Đây 1m07, hai con này thì cái cần nó hơi xấu. Đấy, mà nó nặng hơn nè. Đây, cần hơi xấu nha, anh em giờ dọn lại. Đây cái cần nó đây. Đây đây khúc cần gì. Đó, cần hơi xấu nha. 11 kg nè. Rồi hai con này để anh em 400 luôn. Anh em giờ dọn anh em. 400 nha. 84 rồi ok. 84 đưa đi luôn em. Hết chưa? Qua bay đánh bộ. Xác cho em. Rồi cái này ba con làm ha em ơi. Tại em dùng ba con làm cho đủ số ký thì ship ha. Đấy. GB. Con Hitachi. Con này không dây, một con không dây. Đó, hai con này có dây, ba con lần anh em ơi. Đó. Ba con lần, con này hơi gãy tay xíu nha, con này nè. Đó, gãy tay ngay này tí xíu. Rồi con này thì đó, ok chưa anh em? Rồi. Giá điếc luôn anh em nha. Rồi, ba con. 430k bao ship. Đấy. 430. Tại nó nặng anh em nha, 85. 430 bao ship anh em. Rồi. Đấy, ba con sát luôn em. Đó, 85. Rồi con này 86. Ba con này nó cũng dậy luôn em ơi. Đó, 86. Ba con này cũng 11 kg nữa. 86. 430 luôn. Đó, có tay nắm hai con, có tay nắm. Con này có dây điện. Con này hai con không có. Đấy, cần của nó đây. Rồi, 86. Con này thì 430 luôn. Rồi em kết thúc chương trình ở đây luôn em. Đó, rồi hẹn gặp lại chú anh em một ngày cuối tuần nhiều sức khỏe nha, tối nhậu luôn anh em ơi. Rồi chào tất cả anh em, bye bye.